Chương 1 Tai nạn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Huynh thấy muội có đẹp không? Đại sư Huynh nhìn tiểu sư muội của mình đầy triều mến có một tình cảm âm thầm nảy sinh trong lòng anh. Đẹp đẹp lắm tiểu sư muội của Huynh là đẹp nhất rồi cô cô gái được khen nét mặt thẹn thùng hôm nay cũng là cô rủ anh đi ra ngoài chơi thế mà dẫn anh đến một nơi như thế này. Muội cài thêm mấy thứ này lên đi sẽ đẹp hơn đốc gái hờn dỗi nói vậy không có mấy thứ này thì mùi không đẹp sao cô chu môi lên đáng yêu nhìn anh vi vi huynh không có ý này mùi đừng giận vi vi nhìn mặt cung anh gấp gáp như quả táo đỏ cũng tạm tha trò đùa vậy được rồi huynh cài lên cho mùi chỉ những lúc ở gần đại sư huynh cô mới có cảm giác như vậy được rồi huynh cài xong rồi huynh dẫn mùi đi vạn lý trường thành chơi giải được nửa đường bỗng người của tổ chức thiên sứ chạy lại kiếm chuyện đại sư huynh đang đánh nhau quyết liệt với bọn họ thì bỗng một chiếc gậy gỗ đến gần rồi lại đến gần cô lấy thân mình che cho huynh ấy chiếc gậy đánh vào đầu cô máu từ đầu chảy xuống thấm đỏ một mảnh lễ phục ý thức dần trở nên mơ hồ đầu có một đàn chim to đang bay lượn rồi nó đâm vô đầu xong xỉu luôn chế thêm há há bên kia thấy vậy coi như cũng đã dàn mặt xong cũng bỏ đi đại sư huynh lật đật gọi xe cấp cứu đưa cô vào viện đến phòng cấp cứu anh đánh mạnh vào tường như nhắc nhở bản thân mình đã không bảo vệ tốt cho cô anh ngồi sụp xuống đấy ai nói gì anh cũng không đi anh đang đợi đợi cô bình an trở ra. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.